cổ ốc, nó có cái tên trong sách đỏ, bảo vệ các bao nhiêu hạt, bao nhiêu vườn quốc gia tràm chim. Vườn quốc gia tràm chim chủ yếu là cây tràm sống trên đầm lầy, đất ngập nước. Ở đây là cái nơi sinh sống cho các loài chim. Tôi tên Dương Như Nghĩa, bảo vệ vườn quốc gia tràm chim được 20 năm. Mấy năm nay thì nước nó không có nhiều, lũ ít, nước thì hàng năm, mỗi năm mỗi thấp rõ rệt. Khô thì không còn thức ăn cho chim nữa, nó chắc nó cũng không còn đâu. Còn cổ ốc là cái màu nó là màu trắng với màu đen. Cái mình nó trắng, cánh có đen, khoảng ký 2. Nó làm tổ, nó bẻ cái nhánh tràm nhỏ nhỏ nhỏ, nó kết với nhau, nó làm như cái tổ gà mình vậy đó. Cha với mẹ đứng ngay tổ đó. Nếu mẹ đi kiếm ăn, cha phải ở nhà với con. Nó thay cả nhau nó đi kiếm ăn vậy. Một con đi, một con phải ở lại giữ. Nuôi con nó chủ yếu nhất là ốc. Ăn ở trong miệng nó nhả ra trong cái ổ á, cái con nó mổ. Nó sinh sản mình thấy nó đút mò cho con nó, mình thấy là từ mẹ mà đi bắt từ con cá về mà đút cho con, mình thấy rất thích cái đó. Còn cò ốc thì với các loại chim khác thì ban ngày nó đi ăn ở ngoài, chiều nó về một giường ngủ. Nhưng nó an toàn hơn ở ngoài đồng ruộng của dân. Ra ngoài nó kiếm ăn, nó ăn và ốc về, dân đỡ tốn cái tiền để mà diệt ba con ốc nữa. Ta dùng lưới, ta giật cò ốc ở ngoài đồng ruộng để làm thịt ăn á. Động vật vô gần người dân khen ngon, như mình bắt nó thấy tội, tại vì nó đâu có xâm hại tới mình đâu, nó chỉ diệt cơ ba con ngoại lai không. Bảo tồn bảo vệ có thế hệ sau cho biết, như nó tuyệt chủng hết nhiều rồi, như là con là cháu không biết con gì là con gì.